quiz. Saturnist. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Hôm nay các bạn hãy cùng mình dạo vòng quanh để xem thử xem là họa cụ lỗ sau khi thay áo mới thì có gì khác biệt nhé. Và ta-da, đây là tổng quan không gian khi bước vào cửa hàng. Mọi người có thấy một lỗ khá bọt không? Mình đã chuẩn bị trước một bản đồ của cửa hàng để mọi người dễ theo dõi hơn. Đến đâu thì lỗ sẽ khoanh tròn khu vực đó nhé. Đây là góc để giỏ hàng gần cửa ra vào. Lỗ cũng không quên chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay, giúp mọi người yên tâm sắm họa cụ hơn trong mùa dịch. Đi thêm một chút nữa là khu vực thu ngân với logo Lỗ Béo siêu to khổng lồ phía sau. Concept mà Lỗ hướng đến là một concept tối giản với các tông màu chủ đạo là đen và trắng để có thể làm nổi bật màu sắc của họa cụ. Góc bên trái từ cửa bước vào là khu vực bàn thử màu, hàng toan, giá vẽ, những dụng cụ lớn chiếm nhiều diện tích và sofa để ngồi nghỉ. Bàn thử màu thì Lỗ chưa set up xong nên là khi nào bàn thử màu chính thức được đưa vào hoạt động thì mình sẽ review riêng bạn bàn thử màu này nhé. Lỗ để toan và giá vẽ bên ngoài gần cửa kính để mọi người nhìn từ ngoài có thể nhận ra shop bán đồ vẽ luôn. Cửa hàng concept cũ có bạn còn hiểu nhầm Lỗ là spa thú cưng mọi người ạ, buồn quá là nhiều luôn. Ở giữa thì Lỗ có một giá dạng bàn trưng bày nút bạc và các sản phẩm độc quyền nhỏ nhỏ xinh xinh như là tẩy, hoa si, ngòi chì, vân vân và mây mây. Để mình dẫn mọi người một vòng quanh giá nhé. Lỗ để ngòi chì trong những cốc thủy tinh như thế này để dễ lấy và phân loại hơn, nhìn cũng khá là cute nữa. Bên cạnh là bút gel và washi tape, mấy mẫu basic như thế này dán viền tranh thì siêu xinh luôn. Mẫu washi nhỏ nhỏ này thì Lỗ hay dùng để ngăn cách viền các dải màu và dùng để tạo hiệu ứng ánh sáng trong tranh trong những lúc không được trang trí cho lắm. Còn đây là loạt washi hiệu ứng hologram. Mọi người thấy là bạn ý lấp la lấp lánh ánh bình minh không? Mặt sau của bàn Lỗ để một số sản phẩm khác như là bàn cắt washi, đất sét, bút nhớ và giá màu lẻ Renaissance. Phía bên này thì có khá là nhiều tẩy, từ tẩy đen, tẩy đỏ, tẩy to, tẩy nhỏ đến tẩy ngắn, tẩy dài, nói chung là nhiều tẩy một cách rất là nhiều tẩy mọi người ạ. Một ngày đẹp trời mình nhất định sẽ quay một video review hết đống tẩy để cho mọi người. Ở đây thì Lỗ có thêm bút chì cơ khí và khá nhiều mẫu gác cọ. Có mẫu dưa hấu cute hột me mà Lỗ rất là thích nữa cơ nhưng mà đang hết hàng mất rồi. Giá cạnh sofa là giá để trưng bày sản phẩm độc quyền của Lỗ Béo. Lỗ sẽ phấn đấu fill đầy up giá này với thật nhiều mã trong tương lai để thỏa nỗi lòng của một con người u mê họa cụ không lối thoát. Ngoài ra thì Lỗ cũng trưng bày thêm bản gốc của một số tác phẩm của các bạn trong Lỗ Béo Studio tại cửa hàng nữa. Tấm mica bóng quá nên là khi quay gần video nhấp nháy liên tục nên là mình chỉ có thể lựa góc quay mà thôi. Nên nếu các bạn muốn xem kỹ hơn bản gốc có thể đến Lỗ Store nhé. Và đây, góc yêu thích nhất của mình tại cửa hàng. Ui, thích mắt quá mọi người ạ. Đây chính là thành quả sau cả một ngày chỉ tháo giá kệ ra, lắp giá kệ lại, bê kệ màu lên, đặt kệ màu xuống của Lỗ và các bạn trong team. Mặc dù là hơi cực nhưng mà rất là vui và ưng cái bụng. Bên dưới thì Lỗ để màu acrylic hũ lẻ và bộ. Ngay bên cạnh màu acrylic là màu thạch Himi 18 và 24 màu. Các bạn cùng Lỗ điểm danh một số gương mặt tiêu biểu ở giá này nhé. Tassli 6 này, Superior Brush này, Tassop Head này. Còn đây là bút sơn Decor Color của Mavi. Bút đi nét Mavi 1122 hai đầu chuyên để viết chữ và trang trí sổ này. Màu dạng Mavi Le Plum gốc cồn đầu brush. Tuy nhiên thì loại này chỉ có một đầu chứ không phải hai đầu như bút marker bình thường. Để hôm nào có dịp thì Lỗ sẽ review bạn này sau nhé. Trên đây là bộ dụng cụ acrylic đổ 4 màu. Mình đoán là sẽ có nhiều bạn tò mò muốn biết bên trong bộ này có gì nên là bây giờ Lỗ sẽ mở thử một bộ xem bên trong có gì nhé. Lúc mới nhận hàng mình cũng rất là tò mò mọi người ạ. Đây rồi, bên trong chúng ta sẽ có 4 hũ acrylic đã được pha dung môi, 2 cốc nhựa để đổ màu, 1 pack túi bóng này, găng tay, một số phụ kiện hỗ trợ tạo hiệu ứng và một tấm bìa để có thể đổ màu lên. Nếu bạn nào chưa biết acrylic lỏng là gì thì các bạn có thể xem 2 video cũ này trên channel để tham khảo trước nhé. Lỗ sẽ hướng dẫn về phong cách vẽ này sớm thôi. Rồi bây giờ chúng ta đóng gói lại và trả về giá thôi. Bên cạnh là giá màu nước Paul Rubens hạng học sinh sinh viên và màu poster nickel. Cái kệ Chanelier này hợp với giá mới lắm luôn đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta hãy xoay người lại và phóng tầm mắt sang giá đối diện nhé. Các bạn có thể thấy là slogan của Lỗ được in rất là to trên giá mỗi kệ. Slogan tiếng Việt của Lỗ là đồng hành cùng đam mê. Nếu mà dịch sang tiếng Anh thì khá là khó nhớ. Nên là chúng mình chọn một câu sát nghĩa như trên biển là Fire up your passion, khơi dậy niềm đam mê. Everyone is an artist, mỗi chúng ta đều là một họa sĩ.
với mong muốn lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật với nhiều người hơn và có thể cung cấp nhiều sản phẩm họa cụ chất lượng hơn đến với các bạn đam mê nghệ thuật. Chúng mình đã và đang cố gắng để có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nhân đây, Lỗ xin cảm ơn tất cả những góp ý của mọi người, dù là tích cực hay là tiêu cực, bởi vì đây chính là cơ sở và động lực để chúng mình biết còn thiếu sót ở đâu để hoàn thiện hơn trong tương lai. Quay trở lại với video thì giá bên này chủ yếu là cọ và các sản phẩm bổ trợ liên quan. Ở đây Lỗ có muối tạo hiệu ứng, keo chặn màu, dung môi tăng độ loang và bột nhũ. Giá bên cạnh là một số phụ kiện văn phòng phẩm. Mấy hộp hồng hồng xanh xanh kia thì chính là máy hút bụi tẩy. Còn đây là gọt bút chì siêu to khổng lồ có giá là 162.000 với khay đựng vụn tương đối lớn và có thể gọt được dáng chì khá nhọn. Còn đây là màng che cuộn sushi. Đùa thôi, đấy là túi cuộn che đựng bút mọi người ạ. Còn đây cũng là túi đựng bút nhưng mà làm bằng vải và có 2 tầng. Nếu mọi người không để ý thì cũng khá là dễ bỏ lỡ sản phẩm hay ho này khi mua hàng trực tiếp vì phải mở ra hoặc là đọc mã mới biết được chức năng sản phẩm. Hai giá cuối chủ yếu là giấy vẽ. Giá bên trái chủ yếu là giấy vẽ màu nước, còn giá bên phải chủ yếu là giấy vẽ chì. Thêm một giá đối diện là các loại sổ nhỏ và Nabi Aquafat dạng tệp. Xem nào, Canson Montvan Trung Quốc này, bao hong 100% cotton, Canson XL Pháp, Canson 1557, giấy Bocking Ford, Canson Sea Grain 220 GSM chuyên vẽ chì và chì nước này. Mình cũng không rõ là mình có đọc đúng tên hay không nữa. Giấy Canson Montvan Pháp tờ lẻ thì mới về shop này mọi người. Ngoài A4 như là Artist ra thì Lỗ còn bán cả A5 nữa. Lỗ sẽ sớm lên sóng các bạn này trong video tới nhá. Giấy Artist tờ lẻ kèm theo bảng test ở ngay bên trên. Và cuối cùng là Nabi Aquafat. Lỗ cũng đã update kha khá giấy vẽ chì và màu dạ rồi mọi người ạ. Giấy đen để vẽ chì và màu nhũ Lỗ có tất cả 3 loại. Sketchbook bìa cứng của A2 này, Canson XL và sổ Black Pad của Potentate. Giá ở giữa ngoài cùng là giá để bút chì, bút Inet, bút sơn và một số loại bút khác đến từ các hãng như là Staedtler, Mavi, Superior, Unipin, Stabilo, Posca hay là Giotto, v.v. Bên cạnh là bút Inet Copic và Zigmangaka, một số phụ kiện sẽ được sắp xếp ở giá đối diện. Chúng ta có bọt biển rửa cọ và tạo hiệu ứng này, dụng cụ bo viền tranh, mọi người cầm và ấn mạnh, dứt khoát để cắt viền nhé. Còn đây là dụng cụ nặn màu, sản phẩm này khá là to nên có thể dùng với cả típ màu nước nhỏ hay những típ màu sơn dầu lớn luôn. Khu vực này là khu vực sticker, bút có thể treo và màu nước. Ở giá màu nước thì Lỗ cũng để thêm một số keychain tranh, bản gốc và bảng tép màu. Lỗ sẽ bổ sung thêm nhiều bảng màu hơn trong thời gian tới nhé. Điểm danh hết 30-35 mã màu này Lỗ xỉu up xỉu down mất nên là Lỗ sẽ điểm qua một số sản phẩm tiêu biểu thôi nhé. Hobain và Lucas cùng là màu đỏ nên là Lỗ xếp gần nhau cho tông sẽ tông. Màu nước Create Color 3-1 có thể dùng như màu nước, màu cụ H và màu sáp chì. Aquafine đến từ hãng De La Roni. Màu của hãng Paul Rubin và Kuratake. Van Gogh 24 hộp thiếc này. Đầu kệ bên này là băng dính giấy, dung môi và một poster Guesh để cùng khu với một thạch Himi. Guesh Mary's 100ml xinh xinh này thì chỉ có giá là 15.000 một hũ thôi mọi người ạ. Nếu bạn nào muốn tập vẽ màu Guesh có thể tham khảo bạn này nhé. Đi thêm một giá nữa là khu vực màu chì và màu dạ. Prisma Color này, Faber Castell, Marco Renoir, Marco Set Pastel, để ly các thứ. Giá màu chì hiện tại thì hơi lép vế hơn so với giá màu nước một xíu nên là chúng mình vẫn đang tìm thêm những loại màu chì giá ổn và chất lượng để lên kệ trong thời gian tới. Do Touchlist 6 khá là to nên Lỗ đã dành cả một giá đối diện giá màu chì cho bạn này luôn. Do tranh màu dạ của Lỗ đang lạc trôi gần hết nên là Lỗ trưng tạm một số tranh khác ở khu vực này cho đỡ trống. Mới dạo qua thôi, chưa đi vào chi tiết quá nhiều mà video này cũng đã khá là dài rồi mọi người ạ. Mắt nhìn thì không bằng trải nghiệm. Nếu các bạn muốn khám phá kỹ hơn các sản phẩm tại Lỗ thì có thể ghé thăm Lỗ tại địa chỉ 152 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội nhé. Hy vọng mọi người thích diện mạo mới của chúng mình. Ngoài mua hàng tại cửa hàng thì các bạn cũng có thể đặt hàng qua website lỗstore.vn hoặc là fanpage Facebook Họa Cụ Lỗ Store nhé. Video hôm nay thì cũng đã dài rồi nên là Lỗ sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Đừng quên comment, like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video review nào của Lỗ ra trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối thứ 7 tuần sau. Bye bye!